Nếu bạn thường xuyên bị lạnh chân, tay, máu kém lưu thông, giãn tĩnh mạch chân, gây đau, mỏi, nhức và nặng ở chân, các tĩnh mạch bị phồng lên gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ. Triệu chứng bệnh giãn tĩnh mạch ở chân bao gồm như các tĩnh mạch nổi rõ bên dưới bề mặt, có thể đã quan sát được, có cảm giác nóng, rát hoặc đau ở gót chân, có cảm giác khó chịu, nặng nề ở chân, hay bị chuột rút và đặc biệt là vào ban đêm. Sưng bàn chân và mắt cá chân, da ở trên các vùng bị giãn tĩnh mạch bị khô, biến đổi màu sắc, ngứa và nặng hơn, có thể gây loét da, nhiễm trùng hoặc là tắc mạch. Vậy thì thức uống này là thứ phù hợp với bạn, nó có hương vị và mùi vị rất tuyệt vời. Bạn chỉ mất chưa đầy 5 phút để chuẩn bị, chỉ cần 3 thành phần là đủ để tạo ra thức uống tuyệt vời như thế này, giúp lưu thông. Thức uống lành mạnh này làm giãn nở các mạch máu, nhanh chóng cải thiện lưu thông. Nó cho phép lưu thông máu tốt hơn ở chân và tay. Nếu bạn uống loại nước này trong 7 ngày liên tục, kết quả sẽ không thể bỏ qua. Đồng thời, loại nước này giúp bạn cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung lên tới 75%. Đó là lý do nhiều hơn để xem video này từ đầu đến cuối. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay là rau má. Bạn có thể mua nó trong siêu thị hoặc một cách đơn giản là bạn có thể trồng một chút rau má giống như mình như thế này, rất hữu ích. Loại cây này có mùi thơm nhẹ nhàng và có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Bạn cũng có thể sử dụng bột rau má hoặc là rau má tươi cho công thức như thế này. Mình sẽ sử dụng rau má tươi như bạn thấy đấy. Chỉ cần một nắm nhỏ rau má như thế này thôi. Rau má là một loại thảo mộc trong họ cần tây và thường được sử dụng trong y học cổ truyền tại Trung Quốc để điều trị bệnh giãn tĩnh mạch. Bây giờ bạn chuẩn bị một chậu nước lớn để rửa sạch phần rau má này nhé. Thêm vào đó là một thìa cà phê baking soda để loại bỏ các vi khuẩn có hại và bụi bẩn còn dính trên rau má. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rau má giúp cải thiện lưu thông máu ở những người bị suy giãn tĩnh mạch mãn tính. Do trong rau má có chứa tryptophan, chất này có tác dụng kích thích sản xuất glycoside cho tim. Glycoside tim là những hợp chất hữu cơ có tác dụng tăng lực của tim và tăng tốc độ co bóp. Nó còn có tác dụng làm giảm căng thẳng thần kinh quá mức, trị bệnh thiếu máu và góp phần tăng cường khả năng miễn dịch. Bây giờ bạn cắt rau má thành những đoạn nhỏ. Rau má có thể ổn định các mảng chất béo trong mạch máu, ngăn chúng vỡ ra, nguy cơ gây ra các cơn đau tim hoặc đột quỵ. Và nó còn được khuyên dùng cho những trường hợp có vấn đề về bệnh tim mạch, đặc biệt đối với những trường hợp bị đau thắt ngực. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng điều trị bệnh đãng trí Alzheimer, tăng cường nhận thức, nhanh lành vết thương, tăng cường miễn dịch. Và đây là toàn bộ phần rau má mình có, mình sẽ để sang một bên. Thành phần tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là ổi. Một quả ổi cỡ vừa cho công thức này. Bạn sẽ chuẩn bị một chậu nước và thêm vào đó là một thìa baking soda hoặc muối biển để có thể loại bỏ những tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Ổi có chứa nhiều vitamin C, nó là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời giúp ngăn ngừa táo bón và làm giảm triệu chứng suy giãn tĩnh mạch. Vitamin C trong ổi còn có tác dụng hỗ trợ sản sinh collagen và elastin. Hai hoạt chất này có vai trò quan trọng đối với sự bền vững và đàn hồi của thành mạch, ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông ở bên trong tĩnh mạch, rất tốt cho sức khỏe của tim mạch. Bạn cắt quả ổi ra làm đôi, sau đó chia thành các miếng nhỏ hơn. Bên cạnh đó, ổi còn có tác dụng giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, ngừa ung thư, tăng cường miễn dịch, giúp cho bạn có trái tim khỏe mạnh, điều trị táo bón, tốt cho mắt và làm giảm căng thẳng. Và đây là toàn bộ phần ổi mình có, mình sẽ để vào một cái tô và để sang một bên. Thành phần thứ ba cho công thức ngày hôm nay đó chính là quả cóc. Bạn sẽ gọt bỏ phần vỏ ngoài của quả cóc này. Cóc có chứa nhiều vitamin như vitamin A, vitamin C, vitamin B1,
Trong đó, vitamin C chiếm một lượng rất lớn, giúp chuyển hóa cholesterol thành các axit mật. Điều này giúp bạn kiểm soát lượng cholesterol và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về sỏi mật. Bây giờ bạn sẽ sử dụng một con dao để tách riêng phần thịt của cả cóc như thế này. Bạn cần có một con dao chắc một chút thì việc tách sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Quả cóc rất giàu chất sắt và vitamin B1 giúp sản xuất các tế bào hồng cầu, tăng lưu lượng oxy đi khắp cơ thể và ngăn ngừa được chứng thiếu máu, giúp máu lưu thông được tốt hơn. Bây giờ bạn sẽ cắt quả cóc thành những miếng nhỏ hơn nhé. Bên cạnh đó, nó cũng có tác dụng làm giảm ho, trị cảm cúm, cải thiện thị lực, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa lão hóa sớm, tốt cho tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân và giúp da của bạn thêm khỏe đẹp. Và đây là toàn bộ phần cóc mình có, mình sẽ để vào tô đựng ổi. Đối với giai đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ cần một máy xay sinh tố hoặc một máy ép trái cây. Đầu tiên, các bạn hãy cho rau má, ổi và cóc đã được cắt nhỏ vào máy xay. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là chuẩn bị thêm nước, 700ml nước cho công thức này. Bạn sẽ đổ toàn bộ phần nước này vào máy xay, bật máy và xay thật nhuyễn. Tùy vào tốc độ của máy mà chúng ta sẽ mất từ 1 đến 2 phút. Thức uống trái cây này có tác dụng giúp cải thiện tuần hoàn, tốt cho tim mạch, làm dịu các dây thần kinh căng thẳng. Và nó cũng được chứng minh là thức uống rất tuyệt vời giúp trị ho và cảm lạnh, nhiễm virus vì nó góp phần làm tăng cường khả năng miễn dịch. Nước ép trái cây này bây giờ các bạn hãy cho vào một bình thủy tinh, lọc bỏ phần bã và bạn cũng có thể sử dụng túi lọc, dùng thìa để ép lấy phần nước được tốt hơn. Khi chúng ta kết hợp 3 nguyên liệu lành mạnh như thế này gồm rau má, ổi và cóc, chúng ta sẽ có được một ly nước giúp lưu thông mạch máu được tốt hơn. Với hương vị rất tuyệt vời, nó sẽ giúp bạn cải thiện lưu thông máu ở những người bị suy giãn tĩnh mạch mãn tính một cách tự nhiên. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng một cái ly 400ml như thế này, cho vào đó là đá nếu thích uống lạnh. Đổ phần nước ép này đầy cốc, sau đó hãy sử dụng một nhánh hồng bạc hà hoặc một nhánh rau má như thế này để trang trí. Phần nước còn dư này các bạn có thể cho vào những cái chai hũ thủy tinh và lưu ý là các bạn hãy đổ đến đầy miệng chai để tránh tình trạng oxy hóa. Các bạn sẽ bảo quản được trong ngăn mát và sử dụng trong 3 ngày. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Mỗi ngày bạn sẽ uống 1 ly 400ml vào buổi sáng, trưa hoặc tối sau khi ăn 30 phút là được. Sử dụng liên tục trong 7 ngày liên tiếp. Thành mạch có được sự bền vững và đàn hồi, giúp ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông bên trong tĩnh mạch và nó rất tốt cho sức khỏe của tim mạch. Video này chia sẻ tới bạn cách phòng tránh và giúp bạn giảm thiểu các yếu tố có nguy cơ gây bệnh, từ đó giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an hơn. Tuy nhiên, video này chỉ có một mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không đưa ra các lời khuyên về y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến từ bác sĩ điều trị của bạn. Và điều quan trọng là bạn hãy lắng nghe cơ thể của mình để tìm ra căn nguyên dẫn đến tình trạng của bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.